Lần đầu tiên mình ăn vây vỏ. Khó ăn quá. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của mình nha. Thì hôm nay bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn vặt nha. Chắc chắn ai ai cũng đã từng ăn mấy cái quả này rồi. Thì buổi trưa rất là nóng thì rất là thèm những món ăn vặt này luôn nha mọi người nha. Thì bây giờ các bạn cùng mình hãy theo chân mình đi hái những quả vặt để ăn chơi nha các bạn nha. Đây là vườn cà phê, hôm nay mình đang tưới cà phê này cả nhà này. Thì bây giờ mình sẽ đi hái quả ổi nha các bạn nha. Đây, quả ổi rất là nhiều này. Không biết nó có chín chưa. Mình kiếm thử nha. Ở trên kia này có một quả này, cũng to lắm. Đây, ăn được rồi này. Hái này cả nhà nha. Đây, được một quả rồi này. Ăn chơi. Mấy bữa nay là mùa khô nên quả ổi cũng không có được trái nhiều nha các bạn nha. Trái rất ít. Do đang mùa khô cả nhà. Nếu mà mùa mưa thì quả ổi này trái rất là nhiều luôn. Đây. Đây cũng được rồi nè. Hai quả này ăn chơi được nè. Hai mấy quả ăn chơi. Trái nó cũng khá là sai. Nhưng mà chưa có chín mấy. Tí nữa mình hái mấy cái quả chanh ăn chơi luôn. Đây. Ổi này là ổi ghép các bạn. Ăn lúc mà nó chín thì cũng rất là ok, rất là ngon luôn. Rồi hết rồi. Đây cả nhà ơi, đây là quả chanh này, quả chanh non. Trái chanh, quả chanh non, trái cũng rất là sai luôn. Đây mình hái quả to, cái nào ăn được thì mình hái. Xem ăn có chua không nha cả nhà. Ở trên kia toàn là quả to này cả nhà này. Đấy, một chùm quả to luôn. Để mình hái thử nha. Để hái mấy quả đây ăn được không. Xa quá. Với có tới không ta. Hơi tối nha các bạn, thông cảm cho mình nha. Máy mình quay không có được tốt cho lắm. Đây mình hái hai quả này. Được có một quả. Con chó này, cũng đi. Bên này sao ít trái thế. Đây. Trái cũng rất là nhiều nhưng mà không biết ăn sẽ thế nào đây. Có bị đắng hay không đây. Này nha, được 4 quả chanh rồi nè. Bây giờ mình đi hái mít tiếp. Ở trên kia có cái mít này. Mình hái cái mít non nha. Hái mít non thì mình ăn quả mít non nha. Chấm muối ớt. Đây, quả mít non. Để xem quả mít non có không ta. Còn quả này không. Sao ăn đây. Đây này, cái này ăn được này cả nhà này. Đây. Cái này ăn được này, mà không biết có chát không đây. Sao ít đấy.
quả này mình mít non này, tên gì mình cũng không biết, mình gọi chung chung là quả mít non nha. Đây mới đúng là quả mít này. Đấy, trái đã sai chưa? Đây này, đó, trái từ tận gốc luôn này, đó. Quá nhiều luôn, quá nhiều trái luôn. Nhà cậu thì trồng rất là nhiều quả cây mít, sầu riêng, hết rồi, không có rồi, ít, có nhưng mà ít. Nhà cậu trồng rất là nhiều bơ luôn, bên phía bên này cũng bơ này, đây này. Bơ rồi mít này, rồi sầu riêng kia này, đó, sầu riêng, rồi quả mận bữa nay cũng chưa cho trái, đây. Quay vlog rồi, thằng em mình đang tưới cà phê này, tưới cà phê nhỏ. Rồi bây giờ mình ăn chơi mấy quả chua nhé. Đây mấy quả chua của mình nè. Đây chanh rồi mít rồi ớt này mình đã giả sẵn rồi nha. Đây mấy quả ổi nữa. Buổi trưa như thế này thèm ăn mấy quả này lắm. Đây, bây giờ mình sẽ mở cái ớt này nha, chấm muối ớt nha. Một tay quay, một tay mở rất là khó. Mời các bạn ăn ổi chơi nha. Hãy mít chả. Rồi. Mời các bạn nha. Siêu cay. Ngon. Cay quá luôn. Chiều đau bụng cho mà xem. Ủa nhìn như vậy thôi chứ thật ra rất là ngon. Vừa ăn vừa tưới cà phê luôn. Đây ớt cay nè, ớt cay giả chung với cua thối. Đây mời cả nhà ăn ổi nha. Bắt là mít nào, mít mít tháp nào mày. Đây vỏ ổi hơi cứng nha, đây vỏ ổi hơi cứng, bên trong thì giòn ngon, không có chua mấy.
Tiếp theo là chanh nha các bạn nha. Ăn đầu tiên mình ăn. Lần đầu tiên mình ăn vê vỏ. Khó ăn quá. Ok các bạn ơi, mình ăn với vỏ là không nổi luôn. Chắc là làm thử thách mình bó tay luôn á. Thì bây giờ mình cũng đã luộc vỏ xong rồi. Mình sẽ ăn luộc như thế này nhá. Cay quá mọi người ơi. Mình ít khi là ăn cay lắm mọi người. Đây, mời tất cả mọi người nha. Ớt nè. Mọi người ơi. Cay đẳng cấp luôn. Ăn cay đã kém mà đòi ăn cay. Còn hai quả nữa. Còn một quả chanh với một quả ổi nữa. Một chai mít nữa. Bây giờ không ăn nổi nữa. Đây ớt đây mọi người nha. Chanh nè. Mời tất cả mọi người nha. Cực kỳ cay luôn mọi người. Wow. Quá đã luôn mọi người. Rồi thì mình cũng đã ăn món vật xong rồi nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn nhấn like và đăng ký kênh, chia sẻ video, ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nha. Bye bye các bạn nha.